Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Sa Ban. Trên đây thì Ngọc Sa Ban lại tiếp tục cho nhân viên đi giao chiếc ghế massage nội địa Nhật. Chiếc ghế này thì thuộc hãng Palasolic và có mã là MA058 cho anh Tường ở Hà Tĩnh. Đây có thể nói là một trong những chuyến đi khá là xa của Ngọc Sa Ban. Và khi đi đến nơi thì nhân viên của Ngọc Sa Ban có đến lên để khảo sát tình hình đặt chiếc ghế massage này. Và anh Tường với mong muốn là đặt chiếc ghế massage này ở phòng ngủ và ở trên tầng 2. Và khi đi một mình như thế này thì nhân viên của Ngọc Sa Ban không thể bê lên được. Và có nhờ ngay anh Tường để có thể nhờ các những bác hàng xóm sang để bê hộ chiếc ghế này lên tầng 2. Thì anh Tường rất là nhiệt tình giúp đỡ. Và Ngọc Sa Ban rất là cảm ơn về sự nhiệt tình giúp đỡ của anh Tường. Và trên đây là khung cảnh bê chiếc ghế lên tầng 2 cho anh Tường, để anh Tường có thể trải nghiệm chiếc ghế này trước khi mình đi ngủ. Và khi bê lên chiếc ghế lên tầng 2 thì nhân viên của Ngọc Sa Ban tiếp tục tiến hành lắp đặt chiếc ghế này để đưa chiếc ghế này vào trong quá trình hoạt động. Và Ngọc Sa Ban xin cảm ơn anh Tường đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Sa Ban. Ngọc Sa Ban xin kính chúc anh và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Ngọc Sa Ban xin cảm ơn ạ.